hai anh em được sinh ra trong đế chế sư tử Sasanasa hùng mạnh, kiêu hãnh. Là những người thừa kế trẻ tuổi nên chúng được hưởng sự bảo vệ từ cha chúng và sự hào phóng trong vùng. Nhưng chúng sẽ không được kế thừa vương quốc này. Chúng bị trục xuất, bị truồng bỏ và buộc phải rời khỏi lãnh địa này mãi mãi khi mới vừa 2 tuổi. Và thế là chúng có sự khởi đầu mới, trải nghiệm trở thành dân du mục. Chúng sẽ phải ghi nhớ những luật mới. Những hành động để đời hoặc những hậu quả khôn lường. Luôn có sự kiểm tra nhất định khi chúng trưởng thành. Sức mạnh của chúng chính là sự liên kết. Liệu chúng có sống sót nổi qua cái nghi thức thông tục đó và trở thành vua của bầy đàn? Các bạn đang xem chương trình Botswana Hoang Dã, Anh Em Sư Tử. Trâu rừng luôn là đối thủ ghê gớm. Bầy trâu rừng khổng lồ tràn khắp vùng đất Sasanasa này. Mùi cỏ từ cơ thể chúng tỏa ra ngào ngạt. Tuổi thơ của Toe và Banda. Đây là những gã khổng lồ mà chúng phải giết chết không khoan nhượng. Những chướng ngại vật chuyển động mà chúng sẽ học cách chinh phục. Đây là nơi mà chúng sẽ mài giũa kỹ năng của mình. Vùng đất quan trọng nằm ở trung tâm đồng bằng Okavango. Lãnh thổ của chúng là một sự chắp vá giữa màu nâu của đất và màu xanh của cỏ, với những đầm nước luôn tràn đầy. Trâu rừng ít khi rời khỏi vị trí của chúng. Toa và Banda sẽ được học hỏi những người giỏi nhất, vì không ai có thể qua mặt được các chuyên gia săn trâu rừng Sasanasa. Tiếng gầm vang lên để triệu tập những con sư tử con, như một tiếng chuông báo hiệu giờ ăn đã đến. Các con cái đang săn mồi. Khi được 10 tháng tuổi, Toa và Banda đã đủ lớn để tham gia cùng mẹ chúng, để được mở mang tầm mắt. Nhưng không chỉ có hai anh em nhà sư tử phản ứng lại với tiếng kêu cứu, loài trâu cũng đoàn kết như loài sư tử. Chúng bảo vệ lẫn nhau. Con mồi phản công. Một con trâu rừng to. Nó gấp 5 lần một con sư tử cái. Một cú hút của nó có thể làm con sư tử tàn tật cả đời. Hai anh em chúng sẽ được an toàn khỏi trận chiến đấu nếu chịu đứng yên ngoài rìa. Nhưng chúng lại xông ra. Chúng đã xông pha giúp đỡ, làm các con cái bị sao nhãng. Và đám trâu rừng kia chạy thoát. Nhanh như chớp, chúng nhận ra cơ hội từ điều không may đó. Các con cái nhận ra một con mồi lạc lõng giữa đám hỗn loạn. Các con mẹ không ngần ngại xông vào chinh phục con mồi. Vì thế nên Tao cũng muốn liều mình với một nỗ lực đầu tiên. Banda cảm thấy an toàn hơn khi ẩn đằng sau những cái cây. Cơ hội của nó sẽ đến sau. Tao đột ngột hạ gục con mồi. Bản năng kìm kẹp thích hợp cho lúc này, nhưng chú không còn sức nữa.
Khi nhận được sự yểm trợ, chúng ta lại thấy đây là một việc quá sức. Tốt nhất nên để chuyên gia ra tay. Cần đến hai con sư tử trưởng thành mới có thể quật ngã được một con trâu. Con trâu đã chết đồng nghĩa với nguy hiểm đã qua. Banda chỉ chờ đợi có thế. Và vận may lại đến. Con linh dương đi lạc vào sai thời điểm. Và chúng ta bị các con sư tử cái hạ gục một cách dễ dàng. Ngay lập tức, chúng có một bữa khai vị dư dả cho cả đàn. Hai anh em chúng dần quen với nguồn cung cấp thức ăn vô tận. Trong khi Banda đang ngấu nghiến thức ăn, thì Tao lại luyện tập kỹ năng làm ngạt con mồi. Đầu của chú Linh Dương vừa vặn để chú có thể thử khóa chặt mũi và miệng nó. Đó là cách chú sẽ giết một con trâu trong nay mai. Nhưng lúc này, chú để cho những con trưởng thành làm. Con cái giữ nhiệm vụ săn mồi. Con đực sẽ chu toàn việc bảo vệ đàn. Các con đực thường không hay đi cùng gia đình của chúng mà dành thời gian để tuần tra lãnh thổ. Vùng đồng bằng Okavango rộng lớn này bao gồm 7 vùng lãnh thổ khác nhau. Mỗi vùng rộng lớn ngang ngửa thành phố Paris nước Pháp và các con sư tử vùng khác đang để mắt đến. Vùng lãnh thổ Sasanasa, các con đực kiêu hãnh liên tục đánh dấu lãnh thổ như một lời cảnh báo đến kẻ tấn công. Nhưng nhiều khi cảnh báo cũng không có kết quả. Mùi thịt sống từ con mồi của đàn cám dỗ đám du mục tiến vào trung tâm lãnh thổ. Tao và Banda không để ý được rằng mẹ chúng có vẻ phòng vệ, nhưng vẫn chờ đợi cha chúng ra đòn phía trước. Các con du mục cái có thể có cơ hội được ăn, nhưng đám thiếu niên kia sẽ không được khoan nhượng. Và hai anh em chúng có cơ hội được một sở thị cách cha chúng đối phó với kẻ đột nhập như thế nào. Những kẻ xâm phạm may mắn thoát chết. Tiếng gầm là hành động thể hiện cho địa vị thống trị. Một bức thông điệp tới láng giềng về lòng kiêu hãnh, thông báo lãnh thổ, lòng can đảm và quyền thống trị. Tao và Banda thông thả thưởng thức con mồi, trong khi cha chúng đề cao cảnh giác. Trong các chuyến săn cùng với những con cái, anh em chúng quan sát từng ngõ ngách của vùng đồng bằng. Những đôi chân lạnh lẽo ướt át dần tiến về lãnh thổ. Dù cho hôm nay, Tao học được phải giữ bình tĩnh như thế nào. Nó có vẻ đơn giản hơn khi quan sát mẹ làm. Banda thận trọng với bàn chân lạnh lẽo.
Dẫu cho chướng ngại vật, các con sư tử cái vẫn cố gắng tập trung vào mục tiêu chính, đó là những con trâu. Nhiều khi phải theo dấu đàn trâu đó rất xa. Những con trâu ăn cỏ, mong chờ một phần lớn từ thức ăn của bầy. Vì vậy, phải giữ chúng trong tầm mắt. Vì những con trâu luôn băng qua Sasanasa, những con sư tử đực bám theo. Tao và Banda học về thế giới như vậy. Tao và Banda đã được nếm thử mùi vị của linh dương sừng dài. Nhưng không phải thường xuyên cho lắm. Loài linh dương nhanh nhẹn này luôn chạy thoát những con sư tử cái. Và miếng mồi khẳng khiu đạm bạc như vậy không xứng đáng cho sự nỗ lực rượt đuổi. Bầy linh dương trông có vẻ rất cảnh giác những cuộc phục kích bất ngờ, và chúng được sự giúp đỡ của các con linh dương và khỉ đầu chó làm nhiệm vụ canh gác. Những đôi tai và đôi mắt đóng vai trò quan trọng để chú ý đến các địa điểm đó và để đảm bảo rằng đó là chỗ quan sát cao nhất. Dù không con nào thấy Tao tiến tới gần, cho đến bây giờ. Với sự cảnh giác dâng cao, cuộc săn của bầy sư tử kết thúc. Chúng sẽ không bắt được linh dương, và bây giờ chúng đã bị phát hiện. Khi đã được 18 tháng tuổi, Tao và Banda tập trung cho việc săn bắt. Và chúng đã bắt được sự tinh tế trong những bước đi khoan thai của con trâu bằng việc quan sát những con sư tử cái. Chúng kiểm soát nhịp độ của cuộc săn, hiểu được vì cần phải điều chỉnh sự bình tĩnh và phải cân bằng được năng lượng trong một cuộc mai phục con mồi. Chúng hiểu cái mục đích và học những điểm yếu của bầy. Tuyệt vời. Một con đi lạc đàn và nó đang bị thương. Chúng di chuyển nhanh về vị trí tấn công. Những con sư tử cái và bọn trẻ bây giờ là một nhóm riêng lẻ. Chúng bắt một con bò đực và sự hỗ trợ từ hai anh em chúng mang lại cho những con sư tử đực một lợi thế lớn. Trong vòng vài giây, chúng đã quật ngã con bò. Cả hai anh em giờ đây đã có kinh nghiệm đủ để tự giết chết một con mồi. Banda dừng lại để nghỉ ngơi trong sự kiêu hãnh của nó. Tao giấu giếm những tiếng kêu cứu trước khi đồng bọn của nó nỗ lực giải cứu. Rất nhiều con cái bu xung quanh, chúng luyện tập một cách thư thả, không áp lực. Và khi gặp khó khăn, đó là lúc để người mẹ ra tay. Chỉ bằng một cú cắn đủ để làm con mồi chết ngạt. Nhưng tuổi thơ ấy không còn bao lâu. 6 tháng sau, những ngày tháng vô tư và những bữa ăn dễ dàng như vậy đã kết thúc. Những cuộc tấn công không hề báo trước.
Đó là niềm kiêu hãnh tàn bạo đã bị thay thế. Thời điểm chín muồi đã tới. Nó đã chờ khoảnh khắc này từ lâu. Nó như những cơn bão xộc đến lãnh thổ khi mà gia đình bị chia cắt và loạn lạc. Chỉ có một con được đủ gần để trả thù. Nhưng sức mạnh của đối thủ thật khủng khiếp. Khi cha chúng tháo chạy, anh em nó biết chúng đã bị chinh phục. Chúng sẽ phải từ bỏ cái vùng đất đầy kiêu hãnh này mãi mãi. Tao và Banda chạy trốn vì sự sống. Đó là sự chấn động khi trưởng thành. Ngày và đêm hôm nay dài một cách kỳ lạ. Hôm qua, bọn chúng còn đi dạo trong vùng lãnh thổ ấy. Nhưng hôm nay mọi thứ đã khác. Đó là lẽ thường tình. Chúng đã vướng vào quy luật đầu tiên của sự tồn tại, như một con thú du mục và bám lấy nhau. Sự liên minh là cơ hội tốt nhất để giành lại lãnh thổ và tìm kiếm bạn đời. Khoảng thời gian này gợi nhớ về lúc chúng còn bên nhau như những đứa trẻ, và đó là sự cần thiết. Sự liên minh của chúng chính là sự đảm bảo cho tương lai. Anh em chúng vẫn ẩn náu một cách khôn ngoan và di chuyển đến lãnh thổ khác mà không bị phát hiện. Nhưng những con khác thì không thể không bị chú ý. Không bỏ công điều tra nghiên cứu. Chúng đã không ăn trong 4 ngày. Tất cả các dấu hiệu đều đầy hứa hẹn. Và vì chúng trở nên thân thiết hơn, mùi cơ thể giống nhau sẽ giúp chúng dễ nhận ra nhau sau này. Một mùi xác phân hủy hôi thối trong 7 ngày như vậy thì không lẫn vào đâu được. Tao ngụp thẳng xuống nước, trong khi Panda thì từ từ đầy cẩn trọng. Và thật khó có thể thích thú khi trong miệng đầy thịt thối. Thịt thối không sẽ không làm cho sư tử bị ngộ độc, vì dạ dày chúng có thể tiêu hóa một cách nhanh chóng và đủ để đối mặt với những cơn chướng bụng. Và con kình kình sẽ giải quyết phần còn lại. Những người chủ thực sự sẽ không xuất hiện. Và Banda vượt qua nỗi lo và sự buồn nôn của nó. Đây sẽ không phải là lần duy nhất chúng phải ăn đồ thừa. Tìm kiếm và trộm cắp thức ăn là cách để chúng sống sót. Sáu tháng sau, cảnh tượng trước mắt đầy hy vọng cho hai anh em chúng. Mùa hè là khi những con trâu sinh sản, và điều đó hẳn sẽ đem lại một nguồn thực phẩm dồi dào cho anh em chúng. Chúng chỉ cần một chiến lược. Nó là một món mồi béo bở để đi săn. Nhưng làm thế nào để lên một cuộc mai phục mà không đánh động bầy đàn? Không còn có mẹ kế bên nữa. Lần theo dấu vết,
Đó là kiểu mà chúng biết. Mặc dù mỗi bước đi của chúng càng gần hơn tới lãnh thổ của kẻ thù, tiếng gầm đó là lời đe dọa buộc chúng phải rời khỏi, và cũng mang nghĩa muốn sống thì tránh xa khỏi lãnh thổ này. Tao phá vỡ cả hai luật khi nó vô tình tách ra khỏi Panda. Sự tò mò không đem lại cái kết tốt đẹp cho chúng. Tao đã bị phát hiện, và bây giờ con lớn hơn đã nhận ra sự xuất hiện của Tao trong khu vực của nó. Banda thì không bị nhìn thấy. Vì có phần lớn tuổi hơn nên nó có vẻ tự tin hơn. Nhưng Tao đã làm lơ đi tất cả những lời cảnh cáo từ kẻ thống trị. Con sư tử gầm lên đe dọa lần cuối. Mặc dù nguy hiểm cận kề, Tao vẫn không hề lùi bước. Con đầu đàn bày tỏ sự nhân đạo cuối cùng. Chờ đợi, và Tao đã chạy trốn. Vết thương bên ngoài thì dễ lành, nhưng vết thương sâu ở trong lòng thì cần thời gian lâu hơn. Sự bốc đồng đã đẩy chúng vào nguy hiểm. Banda có vẻ không thể sống sót một mình. Cơn bão kéo theo mưa xoa dịu vùng đất và những con sư tử. Giờ đây dù đã 3 tuổi, và nó đã trưởng thành hơn, nhưng vẫn đùa giỡn như những đứa trẻ. Cơn mưa đã giải phóng nguồn năng lượng bị dồn nén trong cả tháng trời. Đây là cơ hội. Cơ hội để luyện tập cơ bắp. Và một lần nữa xác nhận lại mối quan hệ ruột thịt. Dù chơi đùa dưới cơn mưa, nhưng tinh thần chúng vẫn không hề giảm sút. Ngày tháng trôi qua, cơ thể Tao và Banda lại thay đổi. Những cái bờm màu sáng dần chuyển sang màu tối sẫm. Chiến lược của chúng vẫn như vậy. Chúng đi dọc biên giới, cảnh báo có thức ăn hoặc sự nguy hiểm đang rình rập. Vì vậy, anh em chúng đi dò xét khu vực.
Banda hướng về bụi cây. Nó luôn cẩn thận từng bước một, và điều đó chưa bao giờ là thừa cả. Lại một lần nữa. Và sau đó nó bắt được một luồng hơi làm dấy lên sự nghi ngờ trong nó. Mùi thịt tươi. Chỉ có xác súc vật bị lấy đi. Các con cái thỉnh thoảng sẽ bỏ qua cho các con du mục đến săn mồi trên lãnh thổ của chúng, và sự khúm núm của panda đã giúp nó dễ dàng tiếp cận. Nhưng phép lịch sự sẽ không giúp nó no bụng. Bây giờ nó đã đủ lớn để lấy lại địa vị trước đây. Con cái không chạy đi xa. Tiếng gầm của nó nghe có vẻ đang đói khát hơn là hiểm độc. Nhưng ngay lúc này vượt lên chính bản thân nó. Tao cũng để ý đến cái mùi hương quyến rũ này. Nhưng đó không phải là xác động vật. Cô ta đây rồi. Với một bộ lông cổ tuyệt đẹp. Mùi hương của nó thật mê đắm. Như một sợi dây vô hình lôi kéo nó. Banda và thức ăn đã bị lãng quên. Một sự khao khát khác đang điều khiển nó. Con cái có được sự chú ý mãnh liệt. Nhưng nó phải đợi cho đến khi con cái cho phép để tiếp cận. Chúng đã vượt qua bao nhiêu gian khó. Chúng có thể ở bất cứ đâu. Tao không còn nhận thức được gì khác ngoài cô sư tử kia. Khi nó bắt kịp con cái thì trời cũng vừa tối. Có một tiếng gầm vang vọng đâu đó. Nhưng đó không phải là tiếng của panda. Và nó đã không thể tưởng tượng được. Đó là con đầu đàn. Chồng của con cái xinh đẹp kia, chỉ xa tầm 1 km. Tiếng gầm như một lời nhắn rõ ràng, tỏ rõ sự sở hữu. Bùa mê của cô ấy đã hết tác dụng. Tao không sẵn sàng để đi qua nỗi đau đó một lần nữa. Nó không nghĩ về phương hướng, chỉ cần biết tránh xa càng tốt. Vài giờ trôi qua và Tao vẫn dừng chân ở đấy. Những đầm lầy vào buổi tối nhìn rất khác.
Nó không biết Banda ở đâu và cần Banda đi tìm anh ấy. Nó chưa bao giờ nhìn thấy cái cây đó. Nhưng nó làm dấu để Banda biết nơi nó đã ở. Tiếng gầm của nó vang tận 5 km. Vậy tại sao không ai trả lời? Có phải Banda đang đến không? Tao nhận ra rằng nó nhất định đã ở đây trước đó hay không? Không chỉ có Banda ngoài kia. Mà còn đầy những rủi ro. Nhưng càng nguy hiểm hơn nếu ở một mình. Tao cảm thấy kiệt sức. Dù cảm thấy kiệt sức lắm, nhưng nó không tài nào chợp mắt được. Vẫn không có gì. Banda đang ở đâu? Những âm thanh của niềm hy vọng. Banda. Banda. He has come. Banda đã đến. Quay trở lại đầm lầy. Nhưng lần này không đơn độc. Banda biết rõ đường. Chúng thực sự thay đổi rất nhiều sau một năm. Là những con sư tử 4 tuổi, Tao và Banda tự hào với những chiếc bờm to sẫm màu. Đó là dấu hiệu trưởng thành về sinh lý. Giờ đây khi Tao ngửi thấy mùi con cái, nó có thể dùng sức mạnh để thể hiện bản lĩnh. Nhưng nó không làm vậy. Banda cũng mong muốn tìm bạn đời. Mặc dù anh em nó sẽ không đấu tranh cho lẽ phải. Sự liên minh của các con đực được duy trì dựa trên luật lệ nghiêm khắc rằng ai đến trước sẽ được hưởng quyền ưu tiên. Tiếng gọi của con cái thuyết phục những con khác phải hành động. Nó ở một mình và nó sẵn sàng giao phối khi ở gần đó.
Đó là tất cả sự động viên mà Tao cần. Nó muốn được là người đầu tiên. Nó nói rõ với Panda rằng nó sẽ thắng với niềm vinh dự là một người trưởng thành giữa các anh em chúng. Panda sẽ đợi đến lượt của nó. Tao ghi nhớ mùi hương của cô nàng và kiểm tra xem liệu cô ả có sẵn sàng hay chưa. Dấu hiệu trong nước tiểu của cô ta cho thấy cô ta đang rạo rực. Nhưng có thứ gì đó xộc vào mũi nó. Con cái sẽ thuộc về con đực dũng mãnh. Không còn đường nào để tránh khỏi cuộc đấu. Các con sư tử cái thực sự quá quý giá để mất. Tao phản ứng theo bản năng. Nhưng Panda vẫn đang vạch chiến lược. Lần lượt Tao và những con sư tử trưởng thành tham chiến. Làm việc theo nhóm nên lợi thế nghiêng về hai anh em. Khi các con sư tử sơ hở vì tập trung chiến đấu, thì Panda tiếp cận gia tài của chúng. Các con sư tử kia thuộc trách nhiệm của Tao. Sự liên kết làm đảo ngược tình thế. Mục đích trong trận đấu là sự giành lãnh thổ. Các con sư tử kiêu hãnh kia sẽ buộc phải rời khỏi và hai anh em sẽ có được con cái. Thời cơ của anh em chúng đã tới. Chỉ trong một buổi sáng, Panda là con đầu tiên giành được con cái và nó thắng với danh nghĩa trở thành chồng của con cái. Mặc dù nó không hề làm bất cứ gì, chỉ chờ đợi. Sư tử cái luôn là người khởi xướng cho màn giao phối. Đó là lẽ thường trong bầy sư tử, nơi mà sự công bằng giới tính ngự trị. Nó sẽ diễn ra khi con cái sẵn sàng. Tao trở nên ít nguy hiểm hơn sau trận đấu và cuộc rượt đuổi kéo dài ấy, mà không tổn hại gì. Nó đang thất thế và chỉ được giao phối với sự cho phép của Panda. Bởi vì là anh em, huyết thống của chúng vẫn kéo dài. Dẫu cho ai sẽ sinh ra sư tử con, chúng có cùng nguồn giống. Đó là chìa khóa thuận lợi. Hai ngày trôi qua, sự ngoan cố của Panda đã tạo một ấn tượng. Trước khi con cái tin vào định mệnh với hai anh em nhà sư tử, nó phải được đảm bảo một sự ràng buộc lâu dài. Nó đang lựa chọn cha của con nó. Khi chúng giao phối, đó là sự an ủi quen thuộc của một sự hình thành mối quan hệ.
Bây giờ mối quan hệ của chúng được hình thành, và một thời kỳ hoạt động cuồng nhiệt sẽ thay thế khoảng thời gian panda bị quên lãng. Quá trình động dục của con cái kéo dài 5 ngày. Vì vậy, nó cố giao phối 3 lần trong 1 giờ, vào mỗi lúc, cho dù là ban đêm, cho đến khi panda thấy thỏa mãn. Hành động đó được lặp lại để chắc chắn con cái sẽ mang thai. Và bây giờ tới lượt của Tao. Những anh em có những cơ hội bình đẳng để giao phối và nhờ đó giành được quyền làm cha. Chúng nó đổi vai trò cho nhau mà không hề tranh chấp. Mặc dù sau sự chờ đợi suốt 2 ngày, Tao có phần thiếu kiên nhẫn hơn Panda. Nó khẳng định phần thưởng cuối cùng này rất khó giành quyền chiến thắng, nhưng bây giờ thực sự xứng đáng. Nó thông báo cho toàn bộ bầy đàn. Những đứa trẻ mới sẽ được ở lại. Con sư tử cái của chúng không chỉ là con cái duy nhất tham gia. Nó còn có 2 chị em khác đồng ý để giao phối. Chưa đầy 1 năm, Tao và Panda dẫn đầu trong 11 con. Không còn cuộc sống lang thang và bị quên lãng. Chúng giờ đây là nhân tố quan trọng của bầy. Những con sư tử con là động lực để chúng làm mọi thứ. Chúng bây giờ là một hình mẫu để những đứa con noi theo. Với sự giúp đỡ của những con cái, chúng mặc nhiên nhận nhiệm vụ bảo vệ và là chỗ dựa của cả đàn. Tất cả chính vì tình anh em không thể chia cắt và sẵn sàng đối phó với những thử thách mới.